Đắc Kỷ có một thói quen kỳ lạ trước khi đi ngủ khiến vua Trụ mê mẩn, nhưng phụ nữ thời bấy giờ không ai dám bắt chước. Xuất hiện trong các tác phẩm văn học cũng như bộ phim của Trung Quốc, hình ảnh Đắc Kỷ vốn luôn được biết đến với hình tượng xinh đẹp mỹ miều. Thời xưa, những mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân là một trong những điều không thể thiếu trong cung cấm, thậm chí còn gắn liền với sự diệt vong của một số triều đại trong lịch sử. Một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, Tô Đắc Kỷ. Theo các ghi chép trong sử sách, ở nước Tô có một vị ký châu hầu Tô Hộ có con gái tên là Tô Đắc Kỷ. Đắc Kỷ nổi tiếng với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, diễm lệ khó ai sánh bằng. Mắt của nàng được ví như những giọt sương mai, da mịn màng như tơ lụa, mũi cao thẳng tắp, miệng trúng chím như hoa đào, môi đỏ, giọng nói thanh thoát, dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nàng không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa mà còn rất giỏi việc pha trà cũng như may vá. Ai đã từng gặp nàng, dù là nam hay nữ đều bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc. Vẻ đẹp của nàng nổi tiếng đến nỗi kinh thành xa xôi cũng biết tới tiếng tăm. Vì thế, một người nổi tiếng háo sắc như Trụ Vương khi nghe tới cũng tìm đủ cách để chiếm được nàng. Tô Đát Kỷ dựa vào nhan sắc của mình để giành lấy sự sủng ái của kẻ thống trị, cô nhờ vào tài ăn nói của mình mà khiến Trụ Vương ngày một tàn bạo hơn. Sau khi Trụ Vương có được Đát Kỷ, trước sự xúi dục của mỹ nhân, càng ngày vị hoàng đế này càng trở nên tàn bạo hơn. Vì muốn lấy lòng Đát Kỷ, Trụ Vương làm theo mọi yêu cầu của người đẹp. Nhiều người tò mò, vậy ngoài nhan sắc, Đát Kỷ còn có khả năng gì đặc biệt gì mà khiến Trụ Vương mê như điếu đổ, khiến ông sẵn sàng bỏ rơi 3.000 người đẹp trong hậu cung chỉ để cung phụ một mình nàng. Vậy điều gì đã khiến Trụ Vương bỏ rơi tất cả mỹ nữ trong hậu cung để cung phụ một mình Đắc Kỷ? Trụ Vương đã từng qua đêm rất nhiều với các mỹ nữ khác nhau, tuy nhiên trong lịch sử Trung Quốc không ai dám thử tật xấu trước khi đi ngủ của Đắc Kỷ. Càng đặc biệt hơn khi tật xấu này lại khiến Trụ Vương rất mê mẩn. Nhiều người nói rằng trước khi đi ngủ Đắc Kỷ có một thói quen đó là ăn đồ ngọt. Vậy nhưng loại đồ ngọt mà cô ấy ăn hoàn toàn khác với đồ ngọt hiện tại của chúng ta. Đồ ngọt Đắc Kỷ ăn trước khi đi ngủ có chứa các thành phần đặc biệt khác nhau, nó khiến cơ thể Đắc Kỷ tỏa ra mùi thơm vô cùng quyến rũ. Loại hương thơm cơ thể này khiến Trụ Vương bị mê hoặc và chỉ muốn độc chiếm nàng giữa dàn mỹ nữ chốn hậu cung. Chưa cần biết các thành phần có trong món bánh ngọt của Đắc Kỷ là gì, nhưng có lẽ rất nhiều phụ nữ thời hiện đại sẽ không dám học theo. Thói quen này của mỹ nhân nổi tiếng nhất thời cổ đại vì những tác hại xấu của việc ăn đồ ngọt trước khi ngủ tới sức khỏe. Tất nhiên, chỉ mùi hương thôi là không đủ, chắc chắn rằng ngoài xinh đẹp, mỹ nhân thời cổ đại này cũng là một người phụ nữ rất thông minh. Xung quanh cuộc đời của Đát Kỷ có nhiều giai thoại khác nhau, song nổi bật nhất vẫn là một mỹ nữ gắn liền với hình ảnh của một con yêu nghiệt độc ác, tàn bạo, và là một tác nhân không nhỏ khiến một triều đại sụp đổ.